Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên trời phổ biến ít mưa, chỉ có mưa phùn nhỏ ở một vài nơi vào sáng sớm. Tuy nhiên, đây lại là khu vực có thời tiết xấu nhất cả nước bởi trời còn nhiều mây, có sương mù xuất hiện chủ yếu tại khu vực miền núi và vùng ven biển nên cũng ảnh hưởng phần nào đến tình hình giao thông trong khu vực. Do khối không khí lạnh đã suy yếu, mưa lại giảm nên nhiệt độ trên toàn khu vực cũng tăng nhẹ, tiết trời ấm lên đôi chút. Tại các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ, thời tiết có tốt hơn, mặc dù tại phần phía bắc của khu vực thì trời có nhiều mây nhưng tiết trời phổ biến ít mưa và nền nhiệt ấm hơn khu vực Bắc Bộ khoảng từ 2 đến 3 độ. Trong khi đó, tại phần phía nam của khu vực thì thời tiết có ít mây hơn và nền nhiệt cũng cao hơn hẳn. Tại các tỉnh phần phía nam như khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày nên vẫn là khu vực có nền nhiệt cao nhất cả nước. Bên cạnh đó thì độ ẩm lại khá thấp, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên nên rất dễ xảy ra tình trạng cháy nổ và cháy rừng nên người dân địa phương cần hết sức lưu ý. Về tình hình thời tiết trên biển thì sáng nay sau khi đi vào khu vực biển phía tây bắc của đảo Luzon, Philippines, cơn bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó đến trưa nay thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu hoàn toàn thành một vùng áp thấp, có vị trí vào lúc trưa nay ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc, 120,0 độ kinh đông và sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km, tiếp tục suy yếu và tan dần nên thời tiết trên khu vực biển tốt dần lên và thuận lợi hơn cho tàu thuyền hoạt động. Quay trở lại với tình hình thời tiết trên khu vực đất liền, dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết tại Bắc Bộ vẫn chưa có nhiều biến đổi, trời phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời còn rét nhẹ, với nhiệt độ cao nhất ban trưa cũng chỉ đạt mức là 24 độ. Thế nhưng từ chiều tối và đêm ngày mai, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại, gây mưa rải rác và tập trung chủ yếu ở phần phía đông của khu vực. Tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ thì đới gió đông bắc tiếp tục suy yếu nên trong ngày mai thời tiết tại khu vực vẫn phổ biến ít mưa với mức nhiệt tăng dần. Trời chỉ còn se lạnh tại phần phía bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cũng đạt mức khá cao tại phía nam của khu vực với nền nhiệt vào ban trưa phổ biến từ 29 đến 32 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chưa có sự thay đổi gì nhiều, trời vẫn duy trì tiết trời ít mưa, có nắng nhiều và khá oi nóng vào ban trưa, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại Nam Bộ. Thời tiết thuận lợi cho lưu thông và sinh hoạt cũng như là sản xuất của người dân trong khu vực. Chỉ lưu ý là tại các vùng cửa sông của Nam Bộ cần đề phòng với khả năng xâm nhập mặn khi mùa khô đang đến gần, rất khó khăn đến sản xuất nông nghiệp cũng như là các hoạt động nuôi trồng thủy sản của bà con nơi đây. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 10 đến 12 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Thời tiết biển có sóng gió giảm dần nên rất thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.